Ba Khía. Anh Ba Khía. Ba Khía miền Tây. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa chất phác thiệt thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Chứ Ba Khía tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miệt vườn nên nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa lòng. Đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư Ba Khía xót xa lòng. Có rảnh không Trung? Có chuyện gì hả? Không có chuyện sao tìm mày? Ông rảnh quá ha. Sao ông rảnh? Rảnh mới đi tìm mày á. Có gì không? Rủ nhậu hả? Nhìn kiểu là biết thất tình rồi. Ôm chai rượu, ngồi ngay bờ sông, tu, ọc ọc. Thứ gì mấy gái thấy ớn. Thất tình út mén đúng không? Ông biết gì mà nói? Không biết. Trời ơi. Thôi, nói nghe nè. Bỏ chai rượu qua bên đi, đừng có uống nữa. Để cái đầu óc mày nó tỉnh táo lại, cùng với tao nghĩ cách nào đó để mà hai thằng Ba Khía phá cái chuyện làm ăn của nó. Hơi đâu mà ngồi ở đây uống rượu một mình. Ông lấy cái gì mà đảm bảo ông đã bị đuổi ra khỏi nhà ông hai? Bản thân của ông á không nói chuyện được với Út Mén. Ông lấy cái gì? Ông lấy cái gì mà ông có tư cách gì để hợp tác với tôi? Lao bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đúng là bị đuổi thiệt đó. Nhưng mà mày quên rồi, tao còn có một con cờ. Con cờ rất là có giá trị. Biết ai không? Bà dì tao. Mà dì tao là ai? Dì tao giống như mẹ tao vậy. Mà hơn nữa dì tao rất là nghe lời tao. Mày nên nhớ một điều nghe, cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó. À mà không, dì tao đặt đâu con bé ngồi đó thôi, chứ ông hai không có tính được. Vì tao chỉ cần nói là con mén nó nghe liền à. Đúng chưa? Bởi vậy mày nghe lời tao, bỏ ba cái rượu chè đó đi. Nghe lời tao để điều chỉnh lại ba cái chuyện này. Hợp tác với tao đi mà phá thằng Ba Khía. Hả? Sau đó tao kết hợp mày với con mén, chịu chưa? Chỉ cần tao nói thôi là vì tao sẽ chấp nhận liền. Không. Chịu rồi. Sao? Ok coi. Ngu gì? Ngu gì ngu? Chuyện là như vậy đó. Có lẽ tới giờ dù tôi giúp cho Ba Khía con tôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc ổng còn giận tôi lắm. Ông cũng là duyên số. Số bà khổ thiệt. Nhưng thôi, đừng có buồn nữa. Buồn thì cũng có buồn, nhưng mà tôi không hối hận với những gì đã xảy ra đâu. Tôi chỉ có một mong ước là chờ tới ngày được thằng Ba Khía nó chấp nhận tôi.
Nhưng mà tôi không biết điều đó có xảy ra hay không nữa. Chuyện đó khó khăn lắm phải không anh hai? Chắc có lẽ nó sẽ không nhận một người mẹ tệ bạc như vậy đâu. Anh hai à, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Chuyện gì? Tôi muốn nhận lại thằng Ba Khía. Tôi không thể nào sai lầm nữa. Anh có thể giúp tôi được không? Giúp cho hai mẹ con tôi nhận lại nhau. Được. Nhưng sao anh hai? Tâm trạng của thằng Ba Khía bây giờ không có ổn. Công việc của nó thì gặp nhiều rắc rối. Nếu bây giờ cho nó biết sự thật nữa, tôi nghĩ cú sốc này nó không qua khỏi. Tôi đợi được mà. Miễn sao nhận lại được con, bao lâu tôi cũng đợi được mà. Gặp má con của bà chắc là duyên số kiếp trước. Cảm ơn anh hai nhiều lắm. Anh hai. Thôi, có gì đâu mà phải cảm ơn. Trong thời gian ở lại đây, bà có cần gì á thì cứ nói tôi, tôi sẵn sàng giúp hết. Khổ ghê vậy. Nãy giờ đi trên đường suy nghĩ nát óc. Thử nghĩ coi, lúc trước á, mình có thằng Tèo nó làm tay trong, thì á, kêu thằng Tèo bỏ thuốc vô hàng của thằng Ba Khía. Còn bây giờ không có thằng Tèo. Không ấy giờ vậy đi, mình làm quen với mấy cái thằng gác cửa, xong cái mình cho tiền nó, cái mình kêu nó bỏ thuốc vô hàng lại. Vậy thôi, đơn giản mà, suy nghĩ chi cho nó mệt đầu. Làm như vậy á thì lỗ quá. Lần này á, thằng Ba Khía nó chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, toàn là người của nó không. Làm không khéo á là bị lộ hết cả đám. Cách đó đã xài hết rồi, thôi bỏ đi. Người ta đã biết rồi, làm sao mà áp dụng lại được, không có lên đâu. Ê, nói vậy chắc là có cách phải không? Anh Linh mà, đúng là anh Linh có khác. Cách gì vậy? Thì tất nhiên là phải có cách rồi. Giờ mình làm sao anh Linh? Không xử các kho hàng nữa, mà sẽ tìm cách phá các nguồn hàng, khi thằng Bạch Khía chuyển hàng lên cho các đối tác. À, ý anh là... Ê, mày nhỏ cái miệng mày lại. Ê, lại đây. Giờ vậy nè. Rồi, hiểu chưa? Yeah. Đúng là anh Lịch. Ông Bén. Em nghĩ anh nên quay đầu là bờ đi. Anh đừng có giao du danh lịch nữa. Anh phải nghĩ tới tương lai của anh chứ, còn ba của anh nữa. Tại sao Út Bén biết vậy? Em chỉ nói vậy thôi, anh tự suy nghĩ đi. Út Bén, xe ra rồi đó, chuẩn bị hành động nghe chưa? Ê, lôi nó xuống cho tao. Dạ, đại ca.
xe mày. Dạ dạ. Dạ bà tha cho em. Đập nén xe nó cho đâu. Dạ. Phải đi. Phải hết cho tao. Đập hết. Phải hết cho tao. Đập hết cho tao. Bà xuống thăm chơi được rồi. Quà cáp chi lĩnh kỉnh quá. Lẽ ra tôi phải làm điều này lâu rồi. Cảm ơn anh hai nhiều lắm. Ủa bác, bác mới xuống hả? Ờ à, bác cũng mới xuống tới. Vậy còn bác trai, bác trai không xuống với bác hả? Ừ, bác tía hỏi rồi, đi con mình anh thôi à. Ờ à, bác xuống con mình thôi. Ừ, Trinh có gọi cho con hỏi là có liên lạc hay gặp bác không. Con nói là không có biết. Bộ bác xuống đây bác không có thông báo cho người nhà biết hả? Có, bác có nói với ông Hùng. Dạ. Alo. Hàng của anh bị phá hết rồi. Cái gì? Bị đập phá? Bị hồi nào? Dạ hồi 5 giờ sáng. 5 giờ sáng sao bây giờ mới báo? Đang giờ em trốn, tôi nói dữ quá anh ơi. Thôi được rồi, để tôi lo. Cái gì vậy con? Tía ơi, chết rồi tía ơi. Cái gì? Xe hàng bị người ta đập nát hết rồi. Bây giờ con phải chạy ra đó coi sao. Bác ngồi chơi nha. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Trời ơi. Đó bà coi đó, nó manh động ghê không. 5 giờ sáng là đông người rồi chứ phải. Vậy mà nó chặn xe hàng nó đập phá được á. Nguyên một cái xe tải, nó bự chứ đâu phải nó nhỏ đâu. Mà hàng á là đem giao là bữa nay người ta phải nhận nè. Bao nhiêu vốn liếng của thằng Ba Khía bỏ trong trống. Trời ơi trời, sao con tôi nó khổ dữ vậy trời. Không được, tôi phải tìm cách cứu nó. Tôi nhất định phải cứu nó. Tôi phải giúp nó anh hai à. Ba ơi. Ba. Hả? Ba. Cái gì? Có chuyện rồi ba. Ba ơi, dì Ngọc mới điện thoại cho con. Alo, con nghe nè dì. Dì nè con. Ờ, dì có chuyện này muốn nhờ con giúp được không con? Dạ, có chuyện gì vậy dì? Ờ, dì đang ở nhà Ba Khía. Xe giao hàng của Ba Khía vừa bị cướp. Tiêu tan hết nguồn hàng rồi con ơi. Con có thể nào con nói giúp dì với ba con? Xin ông ấy và cả những mối hàng của bạn ông ấy là cho gia hạn thêm thời gian, để cho Ba Khía nó có thời gian gom đủ hàng đi giao. Đừng có quỷ hay bắt đền hợp đồng nó, có được không vậy con? Dạ con biết rồi dì. Tình hình là như vậy đó ba. Trời ơi dì khổ nhiều lắm. Dì cũng suy nghĩ nhiều nữa. Anh Ba Khía bị người ta hãm hại hết lần này tới lần khác. Ba coi cách nào giúp dì với anh Ba Khía đi ba. Ê, mày định trốn hả mày? Đâu có trốn. Không trốn mà thấy tụi tao mày đi đường khác là sao? Ờ thì hồi nãy tính đi đường này nhưng mà lộn đường cho nên là đi đường khác. Không trốn thì trả tiền cho tụi tao đi. Mày là người kêu tụi tao làm, mày nói với tụi tao á, làm việc xong là mày sẽ trả tiền liền. Bây giờ công việc xong hết rồi, số tiền còn lại của tụi tao ở đâu? Ở đâu mày? Ờ anh nên bất giận. Không phải là tôi không muốn trả tiền cho mấy anh đâu, mà khổ cái là cái người kêu tôi á thuê mấy anh đi phá xe hàng của thằng Ba Khía, người ta chưa có trả tiền cho tôi, cho nên tôi không có tiền để trả cho mấy anh thôi hả? Nè thằng kia, tao chỉ biết mày là người tới thuê tụi tao, tụi tao không cần biết ai nữa. Rồi để nghe thử nó nói cái gì. Tôi nói thiệt chứ, tôi không có đủ gan mà cũng không có đủ tiền để mà thuê mấy anh đâu. Thôi bây giờ không ấy á, mấy anh cho tôi vài ngày đi, tôi về tôi nói với cái người mà bỏ tiền ra thuê mấy anh á, trả tiền cho tôi rồi tôi trả tiền cho mấy anh được không? Thôi được, nếu mà nói như vậy rồi á, tao thấy cũng tội. Đúng rồi, tao cho mày thêm một ít thời gian để đi kiếm tiền trả cho tụi tao. Tôi cảm ơn. Tao nói trước cho mày biết, không có thì đừng có trách nha mày. Tôi biết rồi mà. Để tụi bay. Ở chị tao nha mày. Mẹ nó, mấy thằng chó này. Con cái tao có tiền cha tụi bay.
đợi đó. Bắt máy đi, bắt máy đi. Trời ơi. Lịch hả? Lịch hả? Nghe nè, cái gì mà gấp như vậy? Ghé ra bờ sông liền đi, tôi có chuyện muốn nói gấp với ông á. Rồi. Nhanh đi ông nội. Rồi, ra liền. Ê, làm gì mà gấp gì vậy? Làm gì kêu réo dữ vậy? Có chuyện rồi, có chuyện quan trọng dữ lắm luôn rồi. Ừ, chuyện gì? Chuyện là như vậy. Ủa sao ông thanh thơ quá vậy? Ông có biết cái đám giang hồ á mà ông kêu tôi đi thuê á, nó dí tôi, nó đòi tiền nè. Nó đòi thì ông trả đi. Tiền đâu tôi trả? Ông nói sao hay quá vậy? Nói cho ông biết nha, này là ông kêu tôi đi thuê tụi giang hồ chặn cái hàng của ông Ba Khía lại. Ông nói tất cả mọi trách nhiệm gì ông đều lãnh hết, rồi ông nói để ông từ từ đưa tiền cho tụi nó mà. Ủa, ai làm chứng? Ai nghe vụ đó? Quay, đừng chơi kỳ nha. Làm gì chơi kỳ, tôi chơi bình thường mà. Chơi gạt lừa nha. Gạt lừa là sao? Người ta lừa gạt chứ đâu gạt lừa. Có người làm chứng luôn. Ai? Tôi. Nói đi. Tôi sẽ kêu thằng Trung ra làm chứng chuyện này luôn. Vậy bây giờ ông hỏi thằng Trung coi. Thằng Trung có tin tôi hay là tin ông? Chết cha rồi, giờ sao? Bây giờ ông thử đi, đi gặp tụi giang hồ hỏi coi. Tôi là người muốn tụi nó hay là ông muốn tụi nó? Tôi. Vậy sao ông kêu tôi đưa tiền? Trời ơi, bây giờ vậy, cái đồ hèn hạ gì, cái đồ vô trách nhiệm. Ủa tôi vậy sao vậy? Ông kêu tôi đi thuê tụi giang hồ, bây giờ ông phủi hết trách nhiệm. Bây giờ tụi giang hồ đó đi đòi tiền tôi đâu tôi trả cho tụi nó đây? Tôi không có tiền trả là tụi nó giết tôi rồi sao? Trời ơi, cái chuyện đó mà tôi tưởng là chuyện gì. Bà Hai đâu? Ông nói ra đi rồi bà Hai mới tự biết cách mà bà giúp ông. Cái hơi đâu cái gì mà réo mà thấy ông kêu tôi ra là nói chuyện đó thôi đấy hả? Nó vậy thôi đó. Cái vậy mà cũng réo nữa. Vậy gặp bà Hai đi. Phiền quá. Bà nè, ê mày chơi kỳ vậy mày? Tự nhiên kêu người ta đi thuê thì đã xong, giờ chơi quỵt không trả tiền, bây giờ tiền đâu mà mình trả? Bây giờ chỉ có một mình dì của mình mới cứu mình được thôi. Dì hai ơi, cứu con, dì hai. Anh hai cứ vậy hoài à, rồi không ăn uống gì, bệnh rồi sao? Mẹ. Dạ. Chúng coi hầm cơm nước đi, để anh hai bé ăn miếng. Dạ. Anh hai, em xuống hầm cơm, anh hai xuống ăn miếng nha. Nghe tí nói nè, có thực mới vượt được đạo. Con ăn để lấy sức, rồi cái đầu óc mình mới sáng suốt, để mình vực dậy. Nhất định có cách giải quyết mà. Cách gì bây giờ hả tí? Đã tới thời hạn giao hàng, mà bây giờ nguyên cái xe hàng của mình nó tan nát hết rồi. Tí biết, nhưng mà bao nhiêu sóng gió con cũng đã vượt qua được rồi. Lần này á, tí tin là con sẽ vượt qua nữa mà. Con kiệt sức rồi tí ơi. Bác Hai. Nè, coi cái gì kìa. Bác đừng được gọi bác. Tí để cho con yên tĩnh một chút đi tí ơi. Bây giờ con không thể suy nghĩ gì được nữa đâu. Không phải mày ngó lên cái coi. Con không còn tâm trạng gì coi ngó gì nữa đâu. Con mệt lắm rồi. Bác để con.
bấy lâu nay con tỏ ra cứng rắn, nhưng mà con cũng biết mệt biết buồn vậy. Bao nhiêu sóng gió cứ dập dìu, làm sao con chịu nổi. Mệt lắm hả? Rất là mệt. Mày xuống đây hồi nào vậy? Tôi mới xuống tức thì thôi. Là em á, em gọi cho chị Mai về coi tình trạng của anh đó. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ anh xuống tinh thần hẳn luôn, không chịu ăn uống gì hết á. Mà em biết á, là chỉ mỗi chị Mai khuyên anh thì anh mới nghe thôi à. Nè, tôi chỉ thấy thương bác Hai với Út Mén. Bác Hai á vừa mới hết bệnh, còn phải lo lắng cho ông nữa. Tôi bức xúc quá cho nên mới xuống đây xử ông nè. Tôi có bị làm sao đâu, tôi vẫn ổn mà. Nè, ông buồn á thì ông cứ nói là ông buồn. Con trai á thì cũng phải biết buồn, biết giận, biết thất vọng chứ. Có gì cứ nói ra đi cho lòng nó nhẹ, chứ ông cứ như vậy hoài bác Hai cũng đâu có ăn uống được, còn lo lắng cho ông thêm nữa. Chị Mai nói đúng á, anh á, anh buồn thì tía cũng buồn theo anh luôn. Anh không ăn uống gì á, tía cũng có chịu ăn đâu. Tía cứ đi ra đi vô nhìn anh hoài à. Tía, con xin lỗi tía. Con sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Thôi được rồi. Vậy thì tốt rồi. Vậy em xuống em dọn cơm. Tía, Duy, anh với là chị Mai xuống ăn cơm luôn nha. Ừ. Xuống ăn dạ. Miếng đi con. Mình đi chị Mai. Dạ. Đi chị. Bà Khía không may mắn có người mẹ như tôi. Cũng may là đã có anh và Ngọc Mai ở bên cạnh nó lúc nó hoạn nạn khó khăn như vậy. Rồi luôn cả đứa em là Út Mén nữa. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thôi, đừng suy nghĩ gì hết. Sẵn bữa vô ăn cơm với gia đình luôn đi. Dạ. Hay. Trời ơi Hiển. Dạ. Sao mà mới mấy ngày không gặp sao con ra nông nổi vậy Hiển? Hay ơi, tất cả là nhờ thần linh mà con mới ra nông nổi như vậy nè. Đi, bây giờ dì với con đi kiện nó, đi kiện nó. Không được đâu dì ơi. Con nói dì nghe, bây giờ mình đi kiện nó chẳng khác nào mình tự đi đầu thú đó dì. Dì nhớ đi, từ trước tới giờ tất cả mọi chuyện nó đều kêu mình làm hết, nó có ra mặt đâu. Bây giờ mình đi mình kiện nó chẳng khác nào người ta bắt bỏ tù mình rồi sao? Trời ơi trời, vì cháu mình rơi vô bẫy của nó rồi đó con ơi. Bây giờ con cũng không thể tố cáo nó được, nhưng mà con cũng không thể nào sống chui sống nhủi như vậy hoài được. Tụi giang hồ mà gặp con nó giết con chết dì Hai ơi. Bây giờ dì hai tìm cách nào cứu con đi dì Hai. Nhưng mà bây giờ dì biết phải làm sao đây? Dì hết cách rồi Hẹn ơi. Trời ơi, chết con rồi dì Hai ơi. Ủa má, má mới đi đâu về hả? Má đi gặp thằng Hẹn về. Ủa mà ảnh đâu rồi má? Mấy hôm nay con không thấy ảnh. Ảnh mất tích đâu rồi má? Không thấy ảnh về nhà gì hết trơn vậy má. Nó vừa bị thằng Lịch chơi cho một vố, nó trốn chui trốn nhổ ngoài kia kìa con à. Nhìn nó má thấy tội quá. Ủa mà chơi cái gì? Ông Hẹn nhà mình á cũng có dựa gì đâu, ai làm gì mà chơi được ổng. Nó không có dừa, nhưng mà nó ham tiền. Chỉ cần ai cho nó tiền thì sai gì là nó làm liền hả con? Thằng Lịch nhờ nó kiếm một cái đám giang hồ nào đó đi đòi nợ giùm. Giờ xong chuyện rồi nó không chịu trả tiền, nên người ta với Hẹn ngoài kia kìa. Con
Con coi con cứu nó đi con, tội nó con. Cứu gì má? Ổng bị vậy á là cũng vừa. Ai biểu ham tiền chi? Ham tiền chi á rồi dính vô ông lịch. Ngay từ đầu á là con đã nói rồi, dính vô ông lịch là không có tốt đâu. Ai biểu không nghe, giờ bị vậy là cũng đáng lắm. Dù gì cũng là người một nhà, sao mày ác miệng ác mồm quá vậy? Tao thấy nó vậy tao chịu không có nổi luôn. Rồi rủi mà dì của bay biết chuyện rồi tao ăn nói với bà làm sao đây? Con nói thử coi. Thì má cứ việc đi, nói thiệt cái gì thôi, có gì đâu mà giấu. Thì ông cũng lớn rồi, ông phải tự động chịu trách nhiệm chuyện của ông chứ. Mày nói vậy sao nghe được? Dì bay tin tao cho nên mới gửi thằng hẹn cho tao đó. Rồi bây giờ tao lại để cho nó ra nông nổi như vậy. Tất cả mọi tội lỗi là tao gánh hết nè con. Má mày gánh hết nè con à. Con thương má đi con. Thôi má ơi, mấy chuyện này con không có giúp được đâu. Tự nhiên ổng tự đâm đầu vô làm chi, giờ ráng chịu. Nè, nếu như mày thương má thì mày nói với tía mày với thằng Ba Khía, rồi ổng với thằng Ba Khía giúp cho thằng Hẹn. Trời, giúp gì má? Tía với anh Ba Khía làm gì giúp được chuyện này? Ổng bị giang hồ dí không lẽ bây giờ hả? Anh Ba Khía với lại tía vô đó chạy phụ với ổng. Má thấy con chậm tiêu ghê á. Thì bây giờ mày xin tiền của thằng Ba Khía với lại tía của mày giúp đỡ trả cho thằng Hẹn chứ có gì đâu. Trời, thôi đi. Tự nhiên má kêu con dính vô mấy cái vụ này để cho tía giết con luôn hả? Chứ không lẽ bây giờ mày muốn cho thằng Hẹn nó chết mày mới vừa lòng hay sao? Mà thằng Hẹn nó chết thì má sống cũng không có nổi. Thôi má ơi, mấy chuyện đó để tính sau đi. Má lo cho sức khỏe của má trước kìa. Mà sáng giờ má đi ngoài má có ăn gì chưa? Ăn gì nổi mà ăn. Để con vô lấy cơm cho má ăn. Thôi khỏi đi, má không ăn đâu. Thôi đi mà, chuyện gì thì má cũng phải no cái bụng đi rồi mới tính được chứ. Tao nói tao không có ăn đâu. Tao thấy thằng Hẹn nó đói khát tao không có ăn. Trời ơi, bây giờ không biết làm sao đi nữa. Má, thôi má ăn giùm con miếng đi, rồi con lựa lời con nói với tía cho. Mày nói thiệt không? Thiệt thì tao mới ăn nha. Ừ, con nói thiệt mà. Nín đi, khỏi ăn luôn đi. Ăn làm gì? Tía, nhà này còn chó mà. Ông vừa phải thôi nha. Tôi mà ông dí như con chó là sao? Tôi nói cho bà nghe, bà đừng có làm cái chiêu trò ở đây. Bà tính dùng cái chiêu tuyệt thực rằng bà ép cha con tôi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ hả? Còn lâu. Ông làm gì dữ vậy? Bộ nó chết ông mới hả dạ hay sao vậy? Đúng rồi đó. Hai dì cháu bà chết chung luôn cũng được. Bà là gì mà bà không biết dạy nó cho đàng hoàng? Để nó đi hại hết người này tới người kia, đi xin xỏ hết người này tới người kia. Tôi đâu có phải là Bồ Tát đâu mà lúc nào cũng tha thứ được. Nhưng mà ông là dượng của nó, dượng ruột của nó. Mà ông nhìn thấy nó như vậy mà ông vẫn cứ cứng lòng cứng dạ hay sao đây? Ông Hai Cồng à, tôi xin ông hãy cứu nó một lần này đi ông. Bà cứ thử hỏi cháu bà coi thử, nó có coi tôi là dượng nó không? Trong khi đó nó móc nối với người ngoài, hại tía con tôi biết bao nhiêu lần. Có ai đi ngu mà đi cứu cái người đã hại mình không? Thôi mà, nó còn trẻ người non dạ. Ông là người lớn, ông đừng có cố chấp, ông đừng có chấp nhặt, chấp nhất nó làm chi vậy, tội nghiệp nó. Lần này là tôi thề với ông, nó tẩn rồi, nó không có bao giờ dám làm gì nữa đâu. Con nói phụ má đi, không ấy ông lo thêm lần nữa đi, rồi ông muốn cái gì tôi cũng chiều ông. Khỏi, bà khỏi cần chiều tôi, nghe. Tôi nói cho bà nghe nè, nếu mà nó trẻ người non dạ, nó đâu biết đi lừa tiền ta. Nó trẻ người non dạ, nó đâu biết mưu mô xảo quyệt nó đi hại thằng Ba Khía, thấy không? Nó trẻ người non dạ, nó đâu có hại gia đình nó. Còn cảm thấy bà thấy nó trẻ quá đó, bà để cho giang hồ qua quýnh dài lần nó lớn chứ cái gì đâu mà cứ trẻ hoài. Ông sao mà ông ác dữ vậy? Người nhà mà ông cũng không thương nữa hả? Con à, con nói giúp má anh tiếng đi con. Con nói là được mà con. Thiệt tình giờ má cũng không biết. Ngon má. Nói giọng đó tao không có ăn. Thôi, đói bụng thì ăn đi, còn giả bộ làm gì nữa. Mày đem xuống đi, mày nói với ổng là tao không có ăn. Đi đi. Con đem đi thiệt á. Thì đem đi đi. Đi thiệt á. Thì đi đi.
Để tôi cơm lại đây đi. Đưa trên tay đàng hoàng để dưới đất vậy hả? Đi đi. Còn Xuân nói với tía là má không có ăn. Đúng rồi. Nói với tía là má không có ăn nghe chưa? Dạ. Anh Ba Khía, gặp sự cố vừa rồi anh có gọi điện lên Sài Gòn để báo cho khách hàng biết chưa? Rồi phản ứng của họ ra sao? Một số khách hàng thì họ thông cảm, còn một số thì không chịu rồi cắt hợp đồng vì họ nói làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của họ. Họ nói vậy cũng đúng mà, tại vì điều đó là cái lý của họ thôi. Còn anh tính sao? Đã tìm được nguồn hàng thay thế chưa? Thời gian ngắn như vậy tôi cũng không biết tìm đâu ra số lượng lớn để cung cấp cho khách hàng nữa. Thiệt tình là tôi không biết sao tôi gặp hết cái xui này tới cái xui khác à. Cứ vậy hoài, tôi không biết là tôi cầm cự được tới bao lâu nữa. Nè, dạng sự khởi đầu nan, gian nan được có nản chứ. Có ai mới ra làm kinh doanh mà thuận buồm xuôi gió hoài đâu. Miễn sao á, anh đừng có sớm nản chí, thế nào cũng tìm được cách mà. Cố lên. Dì hả? Con nè. Dì ơi, mấy hôm nay dì có gặp anh Ba Khí không? Sao con điện thoại cho ảnh hoài không có được? Bữa giờ dì bị sốt ly bì, nằm ở nhà có một mình hả? Nên đâu có biết tình hình của Ba Khí ra làm sao đâu. Dì nói gì? Dì bị bệnh hả? Trời ơi, sao dì không lên trạm xá để có người chăm sóc cho dì? Dì không sao đâu con. Với lại có ai nhập viện vì bị sốt nhẹ bao giờ? Dì tự xoay sở được mà, không có sao đâu con à. À, hay là bây giờ con gọi cho anh Ba Khí để mà ảnh qua ảnh chăm sóc cho dì nha. Thiệt tình á, dì bệnh tình như vậy rồi ở nhà có một mình à, con cũng không yên tâm nữa. Dì không muốn làm phiền tới Ba Khía đâu con. Nó đã phải mệt mỏi vì công việc lắm rồi. Dì không muốn tạo thêm gánh nặng cho nó đâu con. Chính vì á, dì muốn được ở gần anh Ba Khía, dì mới xuống đó để sống một mình. Không lẽ bây giờ để ảnh làm một cái chút gì đó cho dì cũng không được hả? Thôi, dì cảm ơn con. Nhưng mà dì năn nỉ con mà, đừng có nói gì với Ba Khía hết nha con. Thôi, con sẽ nghe theo lời dì. Con xin lỗi vì để dì phải nói nhiều như vậy. Dì nghỉ ngơi nha. Dì á, có chuyện gì thì phải điện thoại cho con liền đó. Dì biết rồi. Con mới nghe điện thoại của ai? Thấy căng thẳng và lo lắng dữ vậy. Con mới gọi điện thoại cho dì. Dì đang sốt và ho nhiều lắm. Còn có nói là dì đi trạm xá mà dì không có chịu. Dì cứ nhất quyết là một mình dì tự lo được. Con lo quá à ba. Con lo cho bà ấy làm gì? Bà ấy cũng vì nó mà bỏ cái gia đình này. Thì bây giờ nó lo cho bà đi. Ba, chuyện đã qua rồi, ba đừng có để bụng nữa. Không lẽ ba cứ ghen với quá khứ của dì hoài vậy sao? Ba có biết là dì phải khổ sở ra sao khi mà bây giờ nè, dì vẫn chưa dám nhận anh Ba Khí là con trai của dì nữa. Ba, con đường đó là do bà ấy chọn, thì bây giờ ba phải sống chết với con đường đó thôi. Sức ở đâu mà con lo cho người dưng? Con không ngờ ba lại máu lạnh như vậy luôn á. Con định xin với ba là cho dì về, mà nhìn thái độ của ba như vậy, con thiệt không dám xin ba cái gì nữa hết á. Con khỏi phải xin. Mà ba muốn từ rày về sau, con đừng bao giờ nhắc tên bà ấy trước mặt ba nghe chưa. Nếu con không muốn, tình cảm cha con mình sứt mẻ, con nghe rõ chưa? Ba. Alo. Ủa, con mới gọi gì mà có chuyện gì nữa hả con? Con điện thoại để hỏi thăm gì sao rồi. Dì cũng đỡ rồi con à. Dì còn ho nữa không? Trời ơi, con mới gọi điện thoại cho dì tức thì, bây giờ con gọi lại nữa định hỏi là dì có sao không. Ai ngờ dì còn ho nặng hơn nãy nữa. Vậy mà dì nói dì không sao. Dì đỡ rồi mà, con đừng có lo cho dì nữa. Ở dưới này dù gì dì cũng
có thể nhờ được Út Men, nhờ được tía thằng Ba Khía nữa. Còn hai cha con của con ở trên đó mới là hiu quạnh đó. Con nhớ lời gì? Nhớ nhắc nhở ba con, nói ổng có làm việc thì cũng đừng có gắng sức quá. Phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nghe không con? Hay là để con nhắn lại với ba những lời mà dì vừa nói nha. Thôi thôi, con đừng có nói. Dì biết ba con còn giận dì nhiều lắm. Con đừng nhắc tới tên dì trước mặt ba con nữa. Không khéo, càng làm cho ba con thêm phiền lòng, rồi làm ảnh hưởng tới tình cảm cha con nữa. Ba con lạnh lùng với dì như vậy, mà sao dì còn lo lắng cho ba con nữa vậy? Là do dì sai trước mà con. Ba con có hận dì tới hết cuộc đời này, dì cũng không dám quán trách nửa lời. Mà giờ này con sắp tới nhà hàng rồi phải không? Thôi thôi, con lo sửa soạn rồi đi đi. Bà con chắc tới nhà hàng từ sớm rồi hả? Ông ấy lúc nào cũng ham công tiếp việc hết. Dạ, từ ngày mà dì bỏ đi, ba con đi làm sớm. Với lại ba còn thường xuyên bỏ bữa nữa. Ba nói là dì Năm nấu không có đúng ý ba, không có nêm nếm ngon như dì. Sao lại như vậy? Trước khi đi dì dặn kỹ rồi mà. Dì đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là phải nấu như thế nào cho vừa ý ba con rồi mà. Thiệt tình. Thôi được rồi, để bây giờ dì viết ra giấy, rồi con đưa cho dì Năm coi, để dì Năm nấu lại cho ba con ăn nha. Dì, dì đang bệnh mà còn ghi chép chép cái gì nữa. Dì cứ nghỉ ngơi đi, rồi khi nào khỏe dì ghi lại cũng được mà. Không được, nếu mà để như vậy á, ba con bỏ bữa hoài. Như vậy á thì lại mang thêm bệnh nữa thì khổ. Vậy không sao đâu, vì làm được mà. Thôi giờ vì cúp máy, vì viết xong rồi á vì nhắn tin qua cho con nha. Dạ. Đúng là từng tuổi này vậy mà bà còn cố chấp. Bà nghĩ là bà tự săn sóc bà được sao? Ba, ủa bình thường ba đi làm sớm mà sao giờ này ba còn ngồi đó vậy? Bữa nay ba thấy mệt mệt nên ba chưa đi. À, chết rồi. Không biết nãy giờ nói chuyện ba mình có nghe hay không nữa. Ba, nếu mà ba mệt quá thì ba ở nhà nghỉ đi, để con đến nhà hàng con giải quyết công việc cho ba. À, thôi được rồi con. Ba hơi mệt, chút xíu ba đi được rồi. Ba phải tới nhà hàng để ba giải quyết nhiều công việc, chỉ có ba giải quyết được thôi con à. Sau đó thì sau đó ba sắp xếp để ba tính sắp xếp đi đâu hả? Ba về Cà Mau một chuyến. Ba về Cà Mau là tìm mối cung cấp hàng Ba Khía hả ba? Tìm mối Ba Khía làm chi? Ủa chứ ba tính đi làm gì? Đi tìm gì? Ba đồng ý là đón gì về phải không ba? Có đón hay không thì chưa biết, nhưng mà ba phải xuống dưới để ba coi dì của con sống làm sao chứ. Cái gì đâu mà ăn uống sao mà để ho sù sụ vậy, đâu có được. Ở đây hả, ăn chín uống sôi cẩn thận như vậy rồi đâu có sao đâu. Xuống dưới rồi ăn uống cái kiểu gì mà để ho để bệnh vậy rồi. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba của con đúng là người tuyệt vời nhất. Ba cũng thấy lạ thiệt chứ, mà có lúc gì ở đây chưa thấy bao giờ con vui giống vậy hết trơn á. Ba chờ con chút xíu nha. Con lên thay đồ rồi mình đi luôn. Mấy anh ơi, tha cho em đi. Mấy anh ơi, tha cho em đi. Bây giờ em không có tiền. Mày muốn em có tiền em trả cho mấy anh được không? Bây giờ mày có trả tiền cho đại ca tao không? Không có sao trả. Không có là mày không có. Mấy anh ơi. Ngu. Mày định nó chết, ai cho tiền cho tao? Đúng rồi. Nè, tao nói cho mày nghe nè. Thì anh nói tao, đi. Cường Đô. Dạ. Tiền của tao đó nghe chưa? Là tiền, đẻ ra tiền. Nhớ dạ. Mày, nghe chưa mày? Dạ em biết rồi đại ca. Nè, tao cho mày 3 ngày nữa. Mày không có tiền trả cho tao. Dạ. Thì nói ông già bà già mày tới hốt xác mày về. Hiểu không? Dạ, hiểu rồi. Nhớ rồi ha. Dạ, em nhớ rồi. Nhớ mặt tao nha mày. Dạ. Biến mày. Mày nhớ trả tiền cho mày.
Không ngờ ổng cũng có ngày ra nông nổi như vậy. Giờ ổng hiểu biết nông cạn cho nên mới gây ra nhiều chuyện tai họa như vậy. Bây giờ ổng phải gánh thôi. Nhưng mà dù sao thấy ổng vậy cũng tội nghiệp. Thôi mình đi. Ba thử nghĩ xem, nếu dì thấy ba xuống gặp dì như vậy á, chắc là dì bất ngờ vui lắm á. Mà nếu như mà ba đồng ý cho dì trở về nhà, chắc là nhà mình sẽ được ấm cúng vui vẻ như xưa đó ba. Có được như xưa hay không thì chưa biết, còn phải để xem tình hình rồi còn thái độ của bà nữa. Nhưng mà ba nói cho con biết, con đừng có kỳ vọng quá đó. Dạ, con cũng đâu dám kỳ vọng gì đâu. Tại vì con cũng biết là không ai có thể thay đổi được chính kiến của ba. Ba đừng nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc. Phụ nữ ai cũng nhạy cảm và có giác quan thứ sáu hết đó nha. Ngoài miệng ba nói cứng vậy thôi, chứ nhìn ánh mắt của ba là con thừa biết ba vui tới cỡ nào khi sắp được gặp gì rồi. Đúng quá. Trời ơi, sao mà mày ra tới nông nổi như vậy hả con? Đây nè. Đưa đây con. Trời ơi là trời, mày làm gì mà ra tới nông nổi này vậy? Thôi bây giờ con về quê đi, chứ con ở đây á, rồi mấy cái tụi giang hồ nó tìm con rồi nó giết con chết. Con cũng muốn về lắm, nhưng mà làm sao con đi được? Chỉ cần ra tới quốc lộ rồi, con mà ló mặt ra là tụi nó quất con liền cái gì. Con còn đói quá, qua tới giờ không có hộp cơm nào trong bụng á. Hay là dì lấy cho con miếng nữa đi. Tao chưa có nấu ăn. Lấy cho con để dành đi mà. Đi đi mà. Vô lấy thì cho con đi gì để con để dành mà. Dược. Táp nhiêu đó chưa đủ hả? Không. Của ăn của để dành. Nhà tao cũng còn con còn cái mà. Ai biểu bà vậy hả? Ai biểu bà đem cơm của tôi cho nó ăn? Chứ bây giờ ông muốn nó chết ông mới vừa lòng hay sao? Vậy thôi con trả cho Dượng nè, con không dám làm phiền Dượng nữa đâu. Xin lỗi, ta không ăn thừa. Dạ, con xin lỗi Dượng. Dượng tha lỗi cho con đi Dượng. Dượng đừng có bắt con giao cho cái tụi giang hồ nghe Dượng. Tụi nó giết con á Dượng. Tôi lại ông đừng đem nó mà giao cho giang hồ. Giang hồ mà nó bắt được một cái là nó giết thằng này chết. Nó giết thằng nhỏ chết ông ơi. Tôi lại nó dễ gì chết. Người của mày cây quýnh tưng ra ngoài mà cỡ tao mới chết nè. Nhưng mà con ơi, tao nói nghiệp dĩ của mày nó dày hơn cái thây của mày nữa nha. Mày còn sống lâu lắm nên mày trả nghiệp, chưa chết được đâu. Không có chết đâu ông. Thôi gì ơi gì, thôi vậy để con đi. Con không dám làm phiền gì Dượng nữa đâu. Để con ăn hết tô cơm này nha. Nè, đứng lại đi. Đưa cho nó đi. Ổng cho nhiêu đây nè, con cầm đi. Dì cũng có cho con nữa nè. Rồi mai mốt con út á, nó làm ra tiền rồi dì cho con nữa nha. Con cầm đỡ nhiêu đây đi, coi bộ ổng hết giận con rồi đó. Dạ. Cái gì? Hả? Tôi, bà, thằng con trai tôi, giờ bà móc thêm con út vô nữa. Nè, nó nghe nè, bây giờ ngân hàng cho cầm sổ đỏ nhà nhiều lắm đó, cầm đưa luôn. Ông sao mà cứ nói móc hỏng hoài vậy? Móc hồi nào? Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa chất
phát thiệt thà bao kẻ mà người thương. Đời xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh ba kia nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Anh ba kế nơi đủ nhiều phù sa, lớn lên từ nơi dù quê mà thanh mình, vẫn không mặc có thị xa qua phồn thịnh, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình. Anh ba kế người miền Tây thiệt thà, bà con đã sớm tình tiết ta, ôi bao năm rung nhường tiết là, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình.